Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là TG Liên Quân đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một vị tướng Vera trong mùa 18 đây nhá. Một vị tướng được mệnh danh là Trùm Pháp Sư trong mùa 18 này. Và cũng là một trong bộ ba hay bị ban khi chúng ta đi rank. Đó chính là vị tướng Alistair là một này, thứ hai là vị tướng Zata. Và thứ ba chắc chắn là cô làng Vera này rồi. Thường thường khi chơi Liên Quân thì mọi người hay nghĩ là những cái chất tướng nó càng khó chơi ấy, càng mạnh, kiểu như là vị tướng Enzo này, hay là Florentino, hoặc là vị tướng Zata. Những cái chất tướng càng khó chơi thì cái điệu hiệu quả nó mang lại càng cao. Nhưng trái ngược lại với những cái chất tướng đấy thì Vera đó chính là một cái chất tướng mình đánh giá rất là cao. Khi vừa dễ chơi và cái lượng sát thương mà Vera nó mang lại cũng không hề bé tí nào nha. Chỉ cần đúng một combo thì chúng ta có thể ăn mạng khá là dễ dàng. Rồi thì từ từ rút lui nhẹ cái anh em, ở đây đã có rất là đông thành viên team bạn nó đến đây rồi. Nhưng còn ở đường trên kia thì Lữ Bố hình như là rút lui không kịp khi lượng khống chế team chúng ta và cái móc kéo đang là rất nhiều và chiến công đầu dành cho tu len team chúng ta. Rồi khá là thơm dành cho người đi rừng bên phía team mình nhé. Cái trận này của team bạn thì không cấm cái vị tướng Vera anh em. Đó thế nên không ngại gì mà chúng ta không bích. Tại vì nếu chúng ta bích được cái vị tướng Vera này thì cái tỷ lệ thắng của chúng ta trong cái trận đấu đấy sẽ được tăng lên đáng kể. Thì nói sơ qua một số điểm mạnh của cái vị tướng Vera này. Tại sao mà cái vị tướng này lại được mệnh danh là Trùm Pháp Sư trong mùa 18? Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đến với cái điểm mạnh ai cũng nhận thấy của cái vị tướng Vera này. Đó chính là cái khả năng one hit one kill, hay là một combo một mạng khá là dễ dàng. Khi chúng ta về lết chỉ cần chiêu 2 này, chiêu 1 và chiêu cuối là auto sẽ có mạng nha anh em. Cái bộ combo của vị tướng Vera này thì thật ra cái lượng sát thương mà nó gây ra không phải là quá nhiều. Nhưng cái nhiều của nó ở đây đó chính là cái khả năng phá giáp đến từ cái nội tại của vị tướng Vera. Khi mỗi lần chúng ta dùng chiêu thức lên người đối phương là đối phương sẽ bị giảm một lượng giáp phép nhất định nha. Thế nên những cái kẻ địch mà ít máu là một này, và thứ hai là không lên những cái món trang bị kháng phép thì gặp Vera là an hành hầu như là ngập mặt luôn nhé. Thế nên đó là cái điểm mạnh đầu tiên của vị tướng Vera mà ai cũng nhận thấy. Và thứ hai, cái điểm mạnh mà mình đánh giá rất là cao ở cái vị tướng Vera này đó chính là cái khả năng đảo được của Vera. Khi giờ đây cái vị tướng Vera không phải như các meta mùa 1, mùa 2 khi chúng ta đi đảo đường phải lên những món trang bị dày hơn mét để tăng tốc chạy, mà bây giờ khi thoát khỏi giao tranh cái vị tướng Vera chúng ta sẽ được tự động tăng lên một cái lượng tốc chạy rất là nhiều bằng một cái giày hơn mét nha. Mình nhớ không nhầm giày hơn mét thì nó tăng gấp đôi, còn cái giày này như nó chỉ tăng khoảng bao nhiêu 2/3 thôi nhá. Nhưng mà theo mình thì đấy cũng là đủ nhiều để chúng ta chơi cái vị tướng Vera này rồi. Rồi bây đi đảo quanh trên đường này xem vơ vét được cái mạng nào không, nhưng mà có vẻ là hơi đen cho chúng ta khi lên đến đây thì hầu như hai thiên thần của team bạn đã lên bảng điểm số hết rồi. Rồi thì qua đó đó chính là hai cái điểm mạnh mà mình thấy chúng ta dễ dàng nhận biết nhất của cái vị tướng Vera này. Và cuối cùng đến với cái điểm mạnh thứ ba, đó chính là khả năng càn quét lính khi chúng ta farm ở đường. Thì thường thường nhá, để đánh giá được một cái vị tướng Pháp Sư nó có mạnh hay không, chúng ta cũng phải đánh giá qua về khả năng dọn lính. Dọn càng nhanh thì chúng ta đi đảo đường được càng nhiều. Đó thế nên những cái vị tướng như kiểu Vera này thì combo dọn lính nó cũng khá là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ làm mẫu luôn nha, nhưng mà từ từ ở đây như còn lính của AD anh ạ. Thôi thì không farm của AD, tại vì farm cùng với AD thì bao giờ AD nó cũng thọt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mid và farm nhé. Thì cái combo đấy chúng ta chỉ cần dùng cái chiêu 1 này, quét vào 3 con lính, và sau khi 3 con lính nó gần hẹo rồi chúng ta sẽ dùng cái chiêu 2 để vào một con lính bất kỳ. Và ủi từ từ AD mình nuôi có farm của bạn đâu mẹ. Rồi không sao, nói chung là chia sẻ một tí vậy. AD vừa ra phát là team bạn cũng kéo 3-4 người ra đây để combat luôn nhé. Rồi lui tí anh em ơi, pha này như mình có nghĩ là sẽ hơi khó khi chúng ta lao lên bây giờ. Tại vì cái vị tướng Vera này tuy nó mạnh thật anh em, nhưng mà nếu chúng ta mà không cẩn thận ấy, di chuyển cũng rất là dễ bị bắt khi cái vị tướng này nó cũng không quá là cơ động. Tại vì không một chiêu là bay nhảy, chỉ có một tí tăng tốc chạy khi chúng ta rời khỏi giao tranh thôi. Rồi còn lấy na thì thôi xác định rồi. Rồi chạy không kịp rồi anh em. Đó bị Grack nó kéo, may ra vẫn còn chạy được, nhưng mà bị chúng ta hôn vào rồi thì auto chỉ có lên bảng điểm số thôi. Rồi mình đã phát hiện ra đường trên xảy ra combat rồi nha, liệu vét được cái mạng nào không? Rồi câu trả lời vẫn là không nhá. Trận này có vẻ hơi nhọ cho cô làng Vera, khi đi gánh đến đâu team bạn nó cũng hẹo đến đấy rồi. Thì về cái cách chơi của cái vị tướng Vera này thì theo mình để có thể đánh mạnh nhất được cái vị tướng Vera thì trong cái giai đoạn đầu trận anh em cố là đi đảo ganh thật là nhiều nha. Rồi chúng Ginder này và chiêu cuối và hồi lại cho chúng ta là chiêu 1. Rồi tiếp tục là cấu rỉa của Ginder quả này chắc chắn sẽ là phải làm xuống thay cho anh chàng Nakroth team bạn rồi. Tiếp tục nói về cái vấn đề tạo lợi thế đầu trận khi chúng ta chơi cái vị tướng Vera này.
Tận dụng cái lợi thế mà cái vị tướng Vera nó có hơn các vị tướng pháp sư khác, đó chính là khả năng cơ động. Thì trong cái giai đoạn đầu trận anh em đi đảo ganh nhá, nhưng mà nếu ăn được mạng thì được, còn không ăn được mạng thì anh em vẫn không sao, chúng ta lại tiếp tục đi đảo ganh trong những cái turn sau. Chủ yếu làm sao để chúng ta có thể cầu máu được tướng địch càng nhiều càng tốt. Tại vì khi chúng ta cầu máu được tướng địch rồi thì những cái pha mà ăn rồng này hay là ăn con rơi thủ vệ ở cái phía đường tinh công nó sẽ trở lên cực kỳ là dễ dàng. Đó, thế nên mình nghĩ là chỉ cần làm được như thế là chúng ta đã có thể phát huy được hầu như là 100% cái bộ sức mạnh của vị tướng Vera khi chúng ta đi đường mid rồi. Và còn về bảng ngọc của cái vị tướng Vera ngày hôm nay thì mình sẽ dùng cho cô nàng Vera là bảng ngọc xuyên giáp phép 2.4 này. Ngọc tím thì sẽ là hút máu phép 1.6 và x10. Cuối cùng ngọc xanh sẽ là tốc đánh và xuyên giáp phép rồi. Thì ở trong mấy cái video ngày xưa của mình làm về cái vị tướng Vera này, hay là gần nhất là cái video về vị tướng Vera trong mùa 17 trước, thì có một số anh em bảo là sao mình không lên viên ngọc xanh, à quên, ngọc tím, thì nó sẽ là tốc đánh tốc chạy để cho cô nàng Vera này chạy nhanh và cơ động hơn. Nhưng mà theo mình nghĩ là nếu anh em lên thì cũng được, chúng ta lên ép là 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên hút máu phép, nhưng mà theo mình thì cũng không cần thiết lắm nha. Thế vì ngay cái nội tại của vị tướng Vera thì nó được tăng tốc chạy khá là nhiều rồi, thế nên khi chúng ta lên thêm 5 viên tốc đánh tốc chạy thì nó cũng chẳng giúp cái vị tướng Vera chúng ta chạy nhanh hơn được bao nhiêu. Thế nên chúng ta chỉ cần lên 10 viên hút máu thì về lâu về dài cái bộ trang bị mà mình hôm nay lên cho cái vị tướng Vera thì nó cũng sẽ được ổn định hơn khá là nhiều. Thế vì căn bản cái lối trang bị của vị tướng Vera thì nó sẽ không có thiên về nhiều là hút máu phép, tại vì cái chất tướng này nó sẽ là một cái chất tướng có khả năng sốc sát thương một lốt nha. Thế nên lối trang bị thì mình nghĩ là chúng ta sẽ lên những món đồ phép để làm sao cái vị tướng Vera càng nhanh lết càng sớm càng tốt nha. Và cái cách combo của cái vị tướng Vera này thì qua những cái lần mình làm clip và những cái lần anh em góp ý từ trong những clip trước thì cũng có rất là nhiều combo hay mà mình thấy là chúng ta lên chơi và test thử khi chúng ta dùng cái vị tướng Vera này. Thì thường thường những cái combo mà mình hay hướng dẫn anh em thì đó chính là cái combo 2-1-3. Đó khá là đơn giản nha, và sau đó chúng ta sẽ hồi lại được cái chiêu 1. Rồi quả này thì thôi lau theo là xác định rồi. Đó, chúng team là chỉ có auto lên bảng điểm số thôi nhé. Rồi ra đây vét lốt cái mạng của anh chàng Nghèo Su thôi. Đó, bây giờ chúng ta đã có 4 mạng rồi nha, thì cũng khá là ổn trong cái giai đoạn này rồi. Tiếp tục về cái combo thì có lẽ là bao nhiêu nhỉ? 2 này, 1 này và 3. Tại vì sao mà chúng ta lại dùng 2-1-3? Tại vì sau khi dùng trúng cái chiêu 3 xong ấy thì chúng ta sẽ được auto hồi lại cái chiêu 1. Thế nên chúng ta có thể spam tiếp tục một lần chiêu 1. Nhưng mà hôm trước có một anh em comment bảo là, hay là mấy bạn ấy cũng bảo là cái combo kiểu như là thế thì nó sẽ không được mạnh cho lắm, mà thường thường sẽ là gì nhỉ, 2, 3 rồi lại 2 lần 1 nha. Đó, mình nghe xong thì mình cảm giác là hơi vô lý nhé. Nhưng mà sau khi đánh đấu luyện thật thì mình cũng đã phát hiện ra là cái chiêu 1 của cái vị tướng Vera này thì nó đúng là có thể cộng dồn được. Kiểu như là anh em dùng chiêu 2 nhá, rồi bắt đầu chúng ta dùng chiêu 3, rồi sau đó chúng ta có thể ấn được 2 lần chiêu 1 liên tục. Mình thấy combo này nó cũng khá là khỏe anh em. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải dùng cái chiêu cuối này, tất cả những cái tiểu quỷ mà cái vị tướng Vera này nó bắn ra phải vào cùng một mục tiêu thì mới hồi được cái chiêu 1. Thế nên cái khả năng xác suất để mà cái chiêu cuối này nó hồi lại cái chiêu 1 cho mình thì e rằng nó cũng hơi khó trong những cái pha có bắt tổng. Thế nên cái combo thường thường nếu mà anh em bắt lẻ những cái đối phương đi một mình thì nó sẽ là gì nhỉ, 2-3-1-1, đó thì cũng khá là ổn. Còn trong cái trường hợp mà giao tranh tổng mà khi chúng ta chắc chắn rằng cái chiêu cuối nó không thể bay vào được một mục tiêu thì lúc đó combo chúng ta lên đổi lại đó chính là 2-1-3-1 nhé. Đó thì mình nghĩ sẽ là ổn hơn rất là nhiều. Rồi quả này Vera, ui nghe nó vẫn chạy được nhá. Rồi từ từ hay nha Crack ơi. Rồi tiếp tục là kéo được một mạng nữa của lữ bố team bạn. Rồi pha này thì thôi chúng ta ở lại thì khả năng cũng không đẩy được trụ nhá, vì mình đêm tay nó cũng khá là bé rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta lên là cái món trang bị ở huyền trượng Hera. À quên, cái gì nhỉ, vương mẹ Hacker hay là cái trang bị sách thánh ta. Nó đang khá là phân vân hai lối trang bị đấy nhá. Nhưng mà bây giờ team bạn thì nó cũng khá là trâu, với cả sốc sát thương bây giờ cũng khá là đáng sợ rồi. Rồi thì bây giờ mình nghĩ là chúng ta lên cái sách thánh chứ anh em. Tuy là cái lượng sát thương phép mà bổ sung thêm từ cái sách thánh bây giờ nó cũng không quá là lớn, tại vì cái vương mẹ Akers thì nó sẽ mang với tính chất là càng về lết thì cái sát thương chúng ta mang lại càng nhiều. Nhưng mà bây giờ thì team bạn nó sốc sát thương khá là ghê rồi, thế nên mình tạm thời là bây giờ sẽ đổi qua là lên cái sách thánh trước nha. Đó, tại vì bây giờ lên vương mẹ Akers thì mình nghĩ là nó cũng chưa quá là ổn đâu anh ạ. Và thì từ từ farm lính này xong đã anh ạ, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi đạo ủi nghe Nakroth ơi. Ui cấu rất là thốn nha. Nghe Nakroth bây giờ nó cũng khá là xanh đấy anh ạ, nó đi farm lẻ từ lẫy giờ mà. Rồi thì bây giờ may là Omen vẫn ra đép kịp, và liệu rằng bắt được anh chàng Nakroth team bạn không nhỉ?
ở trên đây, nó chính là bộ ba Graptulen và Thorn đã đến rồi, và Nakroth đã quyết định chạy ngược lại vào cái phứa của AD team chúng ta, nhưng khả năng sẽ là không chạy được khi cái lượng sát thương mà Thorn nó gây ra bây giờ là quá lớn. Sau một dành cho Thorn team chúng ta, và hình như đang chuẩn bị lên thêm là cái nhanh Phoenix. Có bắn thế này thì ai chơi lại với bạn đi Thorn ơi. Đó, khá là thối luôn nha. Đến với cái lối trang bị ngắm này của mình dùng cho cái vị tướng Vera thì mình cũng sẽ để dưới màn hình anh em. Với slot đầu tiên đó chính là cái món trang bị giày phù thủy để cái vị tướng Vera chúng ta có khả năng cấu được máu mạnh nhất trong cái giai đoạn đầu trận. Và đến slot thứ hai là một cái slot không thể thiếu khi chúng ta leo rank cao rồi. Đó chính là cái gì nhỉ? Món trang bị sách truy hồn có thể làm giảm hút máu những cái vị tướng mạnh của team bạn. Và đến slot thứ ba đó chính là cái trượng bùng lồ này. Slot thứ tư thì trận này thì mình sẽ lên thẳng cái sách thánh luôn nha. Đó, tại vì bây giờ team bạn nó cũng sốc sát thương khá là nhiều rồi. Để lên có cái sách thánh thì chúng ta có thể bổ sung thêm là 1.400 máu tối đa, thì mình nghĩ cũng khá là ổn. Hoặc là nếu chúng ta cứ đánh từ từ thì có thể lên cái vương mệnh Akers này. Còn đến slot thứ 5 là cái trượng hỗn mang, slot thứ 6 là cái sách thánh, thì mình nghĩ cũng khá là mạnh dành cho cô làng Vera này rồi. Còn đối với những anh em nào mà mới chơi ấy, khi chưa có bảng ngọc hút máu nhiều thì mình nghĩ là cái slot cuối cùng sách thánh thì anh em lên đổi thành cái huyền trượng Hera thì mình nghĩ sẽ hợp lý hơn khá là nhiều. Ôi dồi ôi, tắc kè ơi là tắc kè. Thế quả này quả tí hôn được vào Nakroth rồi cơ anh em. Mà đúng lúc cái con tắc kè lao lên và chúng ta đã hôn xịt mất một cái pha rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đẩy lẻ tiếp nha, chứ không đuổi theo thanh niên Nakroth này thì khả năng chúng ta cũng không đuổi được đâu anh em. Vì Nakroth đó là một cái chất tướng gần như là cơ động nhất game rồi. Nó chạy rất là bon nha. Rồi ui ôi Nakroth. Nghe tưởng chạy được nhưng mà vẫn bị Grak nó kéo lại và cho ăn hành. Rồi bây giờ chúng ta đã có sách thánh rồi nha anh em. Đó, ở slot thứ tư mà có sách thánh thì lượng công phép tuy không nhiều thật anh em, nhưng mà được cái là máu chúng ta rất là dày, nó thậm chí là dày hơn xạ thủ của team chúng ta luôn nhé. Đó, bây giờ thì mình nghĩ đẩy lên cũng là win được rồi. Nó cố win càng nhanh càng tốt, tại vì về late có những con bài Nakroth nó đẩy lẻ thì cũng khá là khó chịu anh em. Rồi, Ginder có vẻ lên hơi cao và đang bị team chúng ta giữ lại nhưng vẫn có thể chạy được với cái thanh tẩy của mình. Và ở đây đường lính đã vào rồi. Sát vực Omen kích hoạt và trói lại vào vị tướng Ginder. Và tiếp tục người thứ hai đó chính là anh chàng lữ bố team bạn và Laurel. Quả này thì chắc chắn sẽ là gãy cánh rồi. Và khả năng cái video của mình về cái vị tướng Vera trong mùa 18 đến đây cũng là kết thúc nhanh em. Để em nào sẽ chừng một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong video tiếp theo hay hơn nha. Bye bye.